trong dịp đến thành phố Boston của tiểu bang Massachusetts. Bản tin truyền hình Hoa Thịnh Đốn cũng đã có dịp tiếp xúc với nền võ thuật cổ truyền Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam ở thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Bài phóng sự do Trâm Trần thực hiện sau đây. Sư cho biết võ đường được thành hình như thế nào và từ bao giờ? Dạ, kính chào cô Trâm, kính chào anh Võ Thành Nhân. Võ đường chúng tôi được thành lập ngày 17 tháng 7 năm 2004. Vậy là đúng một năm mấy tháng rồi. Dạ. Dạ, thưa anh cho biết thêm là đặc thù của môn võ cổ truyền Việt Nam như thế nào? Dạ, dạ thưa thưa cô Trâm là võ của chúng tôi là tức là võ thuật cổ truyền Việt Nam, dòng võ Bình Định. Tôi được học được võ này là tại tỉnh Quảng Ngãi, thuộc Lò Tấn. Thầy của tôi tên là Tấn Hoành. Và khi qua đây chúng tôi thấy là sợ mất đi cái phong tục của cổ truyền của Việt Nam, mà một môn võ mà từ lâu cha ông chúng ta để lại. Chúng tôi khao khát cả hơn mười mấy năm. Thì nhân cơ hội là trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở tại Boston cho chúng tôi một cái phòng là rất khang trang rộng rãi, là chúng tôi đã tập từ đó đến bây giờ. Và cái môn võ này thì chắc quý vị cũng biết là từ thời Tây Sơn, Nguyễn Huệ, và rất nhiều người học võ ở đó, có rất nhiều loại binh khí mà chúng tôi đã luyện tập cho các em. Tất cả những bài quyền mà ngày xưa đã phổ biến ở trong dân gian, giống như các cái bài mà Lão Mai, bài Ngọc Tráng, bài Hùng Kế Quyền, rồi bài Siêu Xung Thiên, bài Huỳnh Long Độc Kiếm, bài Roi Thái Sơn, Bác Quái Côn, vân vân, rất nhiều bài mà các em bây giờ học để nhớ lại cái tổ tiên của chúng ta để lại. Và chúng tôi rất may mắn là hưởng được di sản quý giá đó của thầy tôi để lại. Dạ, võ sư xin cho được biết rằng là cái vấn đề tập võ này nó có hữu ích gì cho các em? Nói chung là tại vì tuổi trẻ bên này thì nó có nhiều cái trò chơi rất là văn minh, thành thử ra Trâm nghĩ cái này cũng là một cái điều tốt, nhưng mà xin anh cho biết thêm. Dạ, thì không nói chắc quý vị cũng biết rồi, học võ mình muốn bảo vệ sức khỏe là phải đi học võ và học văn. Hai cái mà quan trọng ở trong đời, có văn là mà thiếu võ cũng được, mà có võ mà thiếu văn cũng được. Cho nên là các em đến đây tập luyện thì thấy cái tinh thần của các em rất là sáng và khỏe mạnh. Từ chỗ đó các em học rất là thông minh. Kính thưa quý vị, thật là may mắn hôm nay đã được phỏng vấn với lại giáo sư võ sư Tấn Nhật Bích. Và buổi tường trình hôm nay là do Trâm tạm trách và thâu tại Trung tâm Cộng đồng Việt Nam tại Boston. Cảm ơn quý vị.